Samsung Vsmart AI dẫn đầu kỷ nguyên gia dụng thông minh. Sữa yến mạch TH Reward hoàn toàn từ thiên nhiên. Còn lại gì khi đã xa nhau rồi, nơi em đến chẳng cùng ai. Chặng đường dài em vẫn khóc một mình lẻ loi. Em lênh đênh tự mấy ban mai trôi khát trời, không cho ánh nắng đầy ngập lối, không còn ban mai chỉ còn gió trời, chỉ còn mây về quanh. Anh không mong mây về nơi anh, ở nơi phương xa ấy. Giờ đây anh biết không, trái tim em lạnh lẽo cô đơn giữa bao người. Cần một làn hơi ấm, cần bờ môi khẽ run để cho em được thấy như anh đang kề bên. Trả lại em đêm vắng, trả lại những ngày mưa, trả em những giá băng anh vẫn thế vẫn từng đưa. Trả lại cô đơn ấy, trả lại những niềm đau, trả em những đớn đau bao lâu em vẫn còn sao. Em lênh đênh từ mây ban mai trôi khát trời. Sạch gầu và sảng khoái. Chị Đẹp Đạp Gió 2024, 20 giờ trên kênh VTV3, 20 giờ 30 trên hệ thống YouTube Gia Quan, thứ Bảy hàng tuần từ ngày 26 tháng 10, 2024.